tập trung á, để tập là bắt đầu là 2007 đến 2009, là khoảng 2 năm mình tập luyện đó rất là nhiều. Nhưng mà để biết về bộ môn này thì mình đã biết từ rất là lâu rồi, từ năm 1999 là mình đã xem một chương trình của thi tài về tân bóng của thế giới, là có Nguyễn Hồng Sơn, có David Beckham. Thì lúc này Beckham có làm một pha giữ bóng bằng gáy trên đầu và hít đất. Mình tập trong khoảng vài tháng mình đã làm được. Thì lúc đó mình cũng không biết cái đó là bóng đá nghệ thuật. Mình chỉ biết là Beckham làm, bắt đầu mình bắt chước là mình làm theo. Rồi tới lúc mà bắt đầu cấp 3 là bắt đầu là mình có đi tập đá bóng nhiều hơn và mình có tham gia vào các câu lạc bộ bóng đá. Thì chắc là khả năng về bóng đá của mình thời điểm đó nó không tốt, nên thành ra là thường là mài mông trên ghế dự bị rất là nhiều. Thì trong khoảng thời gian mà mình dự bị rất là nhiều thì bắt đầu mình lấy bóng ra mình tập tân, và nó trở thành kỹ năng tân bóng mình trở nên nó tốt hơn rất là nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Và 2009 mình có tham dự một cuộc thi, lúc đó mình cũng biết luôn cái cộng đồng về bóng đá nghệ thuật ở Việt Nam, mình nhờ có internet, đó là cơ duyên để đưa mình đến với bóng đá nghệ thuật. Ở Việt Nam này nó ít phổ biến, nó cũng không có nhiều người tập để mình có thể kết nối và mình tập luyện cùng. Và thực ra là bộ môn này cũng khá khó, không phải là nhiều người có thể tập luyện được để mà có thể theo đuổi nó lâu dài. Và cũng đối mặt với rất là nhiều lời chê bai nữa. Đó là lúc mình tập tân bóng rồi mình này nọ ngoài sân á, thì người ta cũng: ơi mày tập cái đó làm gì, mấy cái đó có nó hiệu quả gì đâu, đâu có hay đâu, đâu có tốt gì đâu, tập làm gì, có ứng dụng ngoài sân thi đấu được hay không. Nhưng mà kệ, mình mặc kệ những cái lời chê bai hay là gì đó nó khá tiêu cực của những người xung quanh, mình vẫn cố gắng tập luyện mỗi ngày và theo đuổi nó tới bây giờ. Có lẽ là thời kỳ đầu đối với mình á, là khi tập bộ môn này là chắc là do không có ai hướng dẫn mình cả. Tất cả mọi thứ là mình phải xem video clip của người này, xem video clip người kia, và mình phải nhìn coi là động tác họ làm như thế nào, rồi mình bắt chước mình làm theo. Ở thời điểm đó để làm một động tác mình phải tập vài tháng trời, có khi cả năm trời mình mới làm được một cái động tác đó. Nếu mà bóng đá nghệ thuật mà ứng dụng được trên sân cỏ thì nó là một câu chuyện hoàn toàn khác rồi. Nó không sẽ không mang tên là bóng đá nghệ thuật. Bóng đá nghệ thuật chúng ta sẽ mang đến cho khán giả những cái màn trình diễn, những cái tuyệt kỹ mà mình nhìn vào mình thấy wow, khó quá vậy, làm sao mình có thể làm được động tác đó. Và nó là mang tính chất là đẹp mắt, nên đó là lý do tại sao nó tên là bóng đá nghệ thuật. Nó không thể nào mà chúng ta có thể đem bóng đá nghệ thuật vào sân mình trình diễn được. Đối kháng với nhau là một chúng ta thể hiện những cái kỹ năng đó thì chúng ta sẽ dễ bị cầu thủ đối phương họ ghét, họ ganh tị hoặc là họ đố kỵ gì đó, họ có thể chơi xấu ta và nó ảnh hưởng đến đôi chân của ta. Chúng ta có thể nói là Leo Messi là thiên tài, Cristiano Ronaldo là sự tập luyện để đem đến thành công. Nhưng đối với mình, hai cái đó phải đi chung đôi. Các bạn phải có năng khiếu và tố chất sẵn thì tập luyện mới có hiệu quả. Có năng khiếu rồi mà các bạn không tập luyện thì hiểu đó. Mình phải tập luyện mỗi ngày. Mình làm được động tác rồi, đó rồi. Mình làm động tác A được rồi, động tác B được rồi, động tác C được rồi. Thì mỗi ngày mình vẫn phải tập luyện để duy trì giữ cái kỹ năng đó. Các bạn chỉ cần thích là bạn chơi. Nhưng mà nhờ bóng đá nghệ thuật mình rèn được tính độc lập. Tại bộ môn này mình tự tập, tập một mình. Chỉ cần một mình và một quả bóng, mình tự tập, nó rèn được cái tính độc lập. Và một cái tính nữa là tính kiên trì, kiên nhẫn và cố gắng. Một cái động tác trong bóng đá nghệ thuật mà là mọi người không thể nào tập luyện trong một ngày mà xong cái động tác đó được. Các bạn phải mất rất là nhiều thời gian để tập luyện. Có thể là một ngày, hai ngày, thậm chí thời điểm đó mình có thể tập một tháng trời một cái động tác đó, thì phải tháng thứ hai mình mới làm được động tác đó. Nó là rồi một cái gọi là kiên nhẫn, kiên trì tập luyện, nó rèn được cho mình hai cái tính đó. Tôi là Phạm Trọng Thi, Star Your Impossible.